an Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành triệt phá chuyên án chặn đứng một đường dây chuyên mua bán vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới qua địa bàn thành phố Đà Nẵng để tiêu thụ. Tăng vật thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá ngoài nhập, giá trị gần 1 tỷ đồng. Đây là chuyên án thu giữ số lượng thuốc lá nhập lậu đặc biệt lớn trên địa bàn Đà Nẵng. Hai đối tượng chính trong đường dây gồm Trương Thị Hồng, 43 tuổi và Trần Thịnh, 35 tuổi, cùng trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, qua quá trình nắm thông tin, ngày 5 tháng 3 tại địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, công an thành phố đã bắt quả tang thịnh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 77H01917 đang vận chuyển 20.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu di chuyển qua thành phố. Đấu tranh mở rộng, phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Hồng, chủ của số thuốc lá nói trên. Khám xét tại nhà của Hồng phát hiện thêm 19.900 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tại công an thành phố, Hồng thừa nhận đã cấu kết với Thịnh vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên từ Quảng Trị và các tỉnh phía Nam tiêu thụ đến địa bàn Đà Nẵng thì bị phát hiện bắt giữ.